Né? São máscara. Não, isso daí pro. Será que lá são máscara? Já com o nome, isso daí pro. Será que lá são os embarcados? Máscara para tratar, não escrevi para o chat, né? Por favor, វិសុទ្ធមគ្គទំព័រ118 The Noble Path to Enlightenment Meditation which is about to enter the absorption state of meditation call it Appana Bhavana Appana Samadhi the concentration at the meditative absorption is the mental concentration associated with Appana Bhavana which is the state of meditative absorption called jhana magga or phala. The differences between upacara samadhi and appana samadhi will not be described. 1. In upacara samadhi, the jhana factor are not yet fully developed. Whereas in appana samadhi, the jhana factor are fully developed. Thus, Appana Samadhi is stronger than Upacara Samadhi. 2. At the state of Upacara Samadhi, Bhavanga Chitta life continuum can still occur and the meditator yogi can fall into the unconscious state. If this occurs, the yogi may think that everything has ceased as he is not conscious of anything and that he has entered Nibbana. On the other hand, the yogi does not fall into the unconscious state at the stage of Appana Bhavana. 3. Upacara Samadhi is unstable and it may be compared to a child who has just learned to walk. As the child may often fall down as he walks and has to struggle to get up again and again, so in the same way, when Upacara Samadhi is used as the basic of insight meditation, it often falls down to Parikrama Samadhi and the yogi has to undertake Samadhi Bhavana again and again to raise the concentration to Upacara Samadhi. On the other hand, the Appana Samadhi is stable and it is compared to a man who can walk 4 hours without falling. When a yogi uses Appana Samadhi as the basic of insight meditation, he can meditate for out without any danger of losing his concentration. 4. As the jhana factor are more developed in Appana Samadhi than in Upacara Samadhi, Appana Samadhi is associated with greater joy, piti, and stronger bliss, sukha. 5. At both the stage of Upacara Samadhi and Appana Samadhi, the mind is free from all defilement. Pariyottana kelesa.
and vidakkhamakilesa. So the meditator is said to attain the purified of mind, citta visuddhi. Here again, the defilements are subdued and suppressed with greater force in appana samadhi than in upacara samadhi, and the former is much more stable than the latter. The mind associated with greater samadhi is more powerful and it radiates brighter, stronger, and more penetrative light. Consequently, it is more effective is undertaking insight meditation. A yogi can undertake insight meditation, vipassana, using either upacara samadhi or appana samadhi as the basis of his meditation. If he uses upacara samadhi as the basis, the path to nibbana is called vipassana yanaka way, then is using vipassana as the carriage. If he uses appana samadhi as the basis of insight meditation, his path to nibbana is called samathayanika way, that is using samatha as the carriage. It is evident that samathayanika is more effective than vipassana yanaka. Suitability and unsuitability, sapaya and asapaya. One abode, two resort, three speed, four person, five food, six climate, and seven posture. Issue these seven different kinds whenever found unsuitable, but cultivate the suitable for one person to doing fine. He need not wait too long until absorption shall his fit feel. It has been mentioned that the countersign, Patipanka Nimitta, arise when the meditator attend the neighborhood concentration. Now, it is very difficult to get this sign and to attend this concentration. So the meditator should exert all our effort to extend the sun in all directions and to raise his concentration to the first jhana. If he cannot achieve this objective quickly, he must start the sun diligently as if it were the embryo of a universal monad. In doing so, he must abide by seven suitable conditions and avoid seven unsuitable conditions with respect to one abode, two resort, three speed, four person, five food, six climate, and seven posture. One abode, avasa. An abode is unsuitable if while he lives in it, the Junaris Sen-san. เรียนสัตว์แม่ในบ้านจีนมันหายไป
ពុទ្ធសាសនាមិនបញ្ជាក់ពីរឿងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចិត្តទៅហ្នឹងណាដូចហើយដូចហើយទី2មិនចំណុចទី6ណាទៀតទៅរឿងសំខាន់ញាណដែលបានសំខាន់ញាណដែលសិកជាឡាសមាសទេបេសិកបណ្ដាសំខាន់ញាណដែលវិបស្សនាញាណដែលណោះប្រកបជាមិនអាចយល់បានទេវាតាំងពីដើមមកតាំងពីពេលទីទីមួយដែលខ្ញុំអានម្ល៉េះមិនមកចំណុចណាពិបាកខ្លាំងដែលខ្ញុំងាយនឹងវង្វេងគឺចំណុចទី6ហ្នឹងចាំបាត់ទីអានហើយបងថាខ្ញុំណាអឺបើសិនជាមិនយល់ច្បាស់អំពីវិក័យចិត្តទេបាត់ណាអាមិនអាចយល់ខ្ញុំចឹងមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចតែជំនួសខ្ញុំនោះលោកម្ចាស់បានហើយយល់យ៉ាងម៉េចណាមិនអាចទេតែលឹកប៉ុណ្ណឹងតែយ៉ាងណាគ្រាន់តែជជែកមកប្រកបទៅថយត្រូវវិញកម្មដ្ឋានបរិឆេទនៅក្នុងអពធម្មសង្ឃៈក្នុងកម្មដ្ឋានបរិឆេទនេះក្នុងកម្មដ្ឋានបរិឆេទនិយាយដល់ចំពោះប៉ុន្តែកម្មដ្ឋានបរិឆេទហ្នឹងក៏ត្រូវយ៉ាងពិសេសក្នុងវិថីបរិឆេទការដែលញោមអាការដែលញោមរៀបរាប់ដូចប្រសិនថាជាសម្បុរលោកឯកាដំណើរប្រព្រឹត្តរបស់វិថីចិត្តរបស់ដើម្បីយល់កន្លែងហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ញោមកំណត់ដំបូងយើងសិក្សាឲ្យបានហើយតើអបជីអបជីរបស់ធានាចិត្តគឺផោនសរសៃកម្មវិធីរបស់អបជីរបស់អ្នកកចិត្តនិងផលចិត្តគឺនពៀននឹងមេរៀននឹងបានបញ្ជាក់ពីកន្លែងនឹងតែអាចមិនមិនញោមចាំកន្លែងហ្នឹងមិនមកច្រឡំនឹងតែអានមកទៀតបើមិនចាំកន្លែងមកទៅច្រឡំមិនអាចដឹងបានទាំងមួយនឹងមិនគំនិតមួយដែរធ្វើឲ្យញោមងាយនឹងយល់បានមិនគំវិញចំណុចទី2ណាចំណុចទី2គឺអបជីកណាហ្នឹងដដែលប៉ុន្តែពេលកំពុង process ទៅណាតាសមថយានកៈនិងវិបស្សនាយានកៈអត់មានច្រឡំគ្នាទេប៉ុន្តែកន្លែងនេះសម្រាប់ណាស់ជាបោកច្បាស់ច្រឡំណាស់ខ្ញុំច្រឡំដល់ស្វែងវាអត់បានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាជជែកទៅក៏ទៅទាំងអស់គ្នានឹងទៅម្ដងនេះចំណុចទី3មួយទៀតខ្ញុំទៅចំណាំមួយទៀតអ្វីជាលក្ខណៈសម្គាល់ពិសេសមួយទៀតថាឈាននឹងចិត្តឈាននឹងចិត្តនឹងដូចឈានបាទដូចឈានណាដូចឈាននឹងចិត្តមានន័យថាមិនមែនជាឈាននឹងចិត្តទេគឺលោកុត្តរចិត្តណាដូចឈានឈានមិនមែនជាឈានទេដូចជាឈាននឹងចិត្តគឺលោកុត្តរចិត្តនិយាយអាធម្មតាទៅថាវិតកវិចារៈបេតិសុខៈអេកតានោះដូចមានដូចជាឈានប៉ុន្តែមិនមែនជាឈានចិត្តទេតែជាឈានចិត្តគឺសំដៅដល់តែអហកតចិត្តទេគឺរូបាវចរៈចិត្តអរូបាវចរៈចិត្តឬក៏រូបាវចរៈឈានរូបាវចរៈឈាននេះបានហៅថាឈានចិត្តតែឡាយលោកុត្តរចិត្តមិនមែនជាឈានចិត្តទេដូចជាឈានអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយកន្លែងនេះកំពុងតែនិយាយហ្នឹងកំពុងមេរៀនកំពុងនិយាយហ្នឹងញោមលោកម្ចាស់រលឹកបានថាឈានចិត្តនឹងដូចជាឈានហ្នឹងมันជាក៏អត់ច្រឡំដែរតែទេណាมันច្រឡំទេប៉ុន្តែបើសិនជា
mình đăng na môi chỉ chiên là chất mình đăng na môi chỉ đợi đợi chỉ chiên là nông nhộn tàu ai đấy tàu ai và nhà tàu tàu ai chẳng hai ban ca bằng riêng ca riêng nâng vì cầm rõ nâng ban trớ đó là về lục chắc về nhộn chắc và đạp vô mình vô tới bậc tài như tới an và pì cho cái pì nó mà hàng ấy cho bệnh nhân sẽ cái pì nó mình vô đái mình tới nhà phải cái pì nó mình vô đái mình tới như ai chụp ảnh à chẳng mơ tới mơ nhưng còn là mà chạy mơ nhôm của bông an tên là đặt nhôm an để có chạy mơ đó trong trong bàn mà rồi liền sưng tập bàn trâu mà nè nâng cứ miền sơ tập miền ấy tập lập tập cài với ban triệt là tham mật sang cả anh rốt chế cha lục ba mình ban riêng áp bị thầm mật sang cả hạ năng tế mình biết áp bị thầm hay ta mình chế áp bị thầm hay mình chế cả còn riêng là bao phần sa ma sa phật tế cứ cơ thọ năng tế ấy biết áp bị thầm mật sang cả hạ chỉ thi chẳng chỉ còn sao chẳng nói chẳng còn lập tự nhiên là họ và sa mình miền áp bị thầm mật sang cả thi chỉ còn sao thế mình đang chỉ riêng cho nó mệt tan rồi đấy tập xa phòng rồi cái lại năng ấy để mê riêng là cái công chế nhất trong cái này chẳng bán sợ ta vì sợ tâm mẹ và lòng mà mình chạm sao mình chờ mình chế sao chẳng bán là khởi cái gì vì riêng một thầy chứ nằm một ngoài thầy chứ nằm trong một thầy chiêng ha vì vậy vậy riêng cái này là sự tâm địa nó chiêng một thầy chín năm một nó nên một thầy chín năm mấy chiêng một thầy chín năm một cái này là sự ổn sự tâm địa mẹ con lên sách sự tâm địa đang để cho con đi này chẳng đó mà an mà được lực hơi cho bản thân học viên hãy thở ná đại phật mà nu với tôi đôi sọc ngày đang thế hãy thở cực kỳ ná đại mà nu tự động ná đại thật là nâng ta sử dụng bọn cơ sở đá dương mình lên thả nó sử dụng bọn luôn ai ngay thế thả bởi với vị trí rừng bọn cơ sở đó hóa và sử dụng à có sao bị bạ đến ông vùng quê vùng quan chẳng hay mà tôi được lúc bạ ha phật nè và nhiều mình vô phòng ăn trên đời sang hai tiền chu lúc cha mình vô đằng thế có phật chỉ có bạ ha vùng quê vùng quan ha đằng trên là gì bị đường về khác nhiều khơi nhé khơi tàu tàu nhé khơi nhà nhiều khơi nhé và sân chỉ nhiều mình lực áp bị thầm mặt ở sang cả hạ đại mình vô để cứu sanh đó sẽ là nền tảng hay vì sao tâm mẹ đại nhung của phong thế giới nhất phải trả nè nhé phải trả nè mà nhung sanh đó phải trả nè phải ta và nhung tìm riệp tất tha đôi chỉ thiên năng chỉ thiên là chất đôi chỉ thiên là chất học trả mình phải trả nhé học ấy thì còn tái bao nhiêu mình vô gặp lại nhóm phật trà tham mình đi sập thị chất tạm sập thị phần ông vị bà sơn á cứ bỏ đi cầm theo vấn đề rứ cái hào thạc khạn để cạn sơn á thị rứ bỏ đi cầm theo vấn đề mình mới anh chia phần nào theo vấn đề อุปจาระเทวินิอัปปนาเทวินิหรืออุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิเตอัปปนาสมาธิอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิจีจัตตปิสุทธิพนงสามขะได้ไล่บริกรรมเทวินิหรือขะในกะสมาธิจีจัตตปิสุทธิพนงวิปัสสนาเนาะนะโมนะเพิ่นพิจารณาเนี่ยได้ละกลายนี้ได้มากลายนี้
nhôm khơi lục nặng và đến tạm ác thần ná ốc bà cha ra sơ mà thị có chỉ basic và chất tạm bị sốt thị khăn ông vì bà sơ ná đá ác thần ná nó có chất tạm bị sốt thị khăn ông Vipassana đã nhập thành mê điện thôi. Nó tất đạch bàn. Đạch bàn. Đạch bàn. Chắc đôi chùm riêng chứ. Ba sân thì tâu phlâu nắng. Miên tự chê tha. Mình mến chỉ chiên là chất thế. Đô chỉ chiên. Đô chỉ chiên. Chia rương thăm bản đá. Chất cả là bà. Nhôm tổ tử lệ mơ khẳng đàm vĩnh. Nhôm viên đầy sòng sải tế. And three primary cover from work together. The time of that. Satay, Satay, Viriya, Samati. Samati, Panya, right? Basan, you come in Samati, non consensus, the Apana, the Upajara, the Apanate, Papanya, I got the light, I look by it, I apate. Yeah, young Samati, non master the milk of lung. Lang, so by the proprietor, near the Bobby Passana, after class, and I take no long there, men quite eh? No more collide, but let sang car, rope canyon, but let sang car, rope canyon, sang car, rope canyon. Wait about time and mean the year and pick a line, don't get your don't know somatic, got on that somatic, don't but brief here, though, get here in a jet wing, act banana, somatic. ណាអបណាសមាធិស្មានកំឡុងស្មានអបណាសមាធិដល់សង្ខារុបេខាញាណបដិសង្ខារុបេខាញាណនឹងអនុលោមញាណនឹងសមាធិនឹងស្មានអបណាសមាធិបានបញ្ញានឹងអនុលោមញាណកោតរពោមគ្គចាត់ការវោវុដ្ឋានពីមនីវិបស្សនាវោទានអ្នកដែលខ្ញុំជឿក៏សាសួរនោះនំកន្លែងនោះអញ្ចឹង ជជែកទៅច្រឡំគ្នាតែអត់ច្រឡំទេបើទៅផ្លូវនោះគ្មានបញ្ហាអីទេអត់មានអីវង្វេងចង់និយាយអីនិយាយចង់និយាយអីគាត់តែបើញោមមិនច្បាស់ពីវិស័យចិត្តប៉ុន្តែបើញោមមិនស្គាល់លក្ខណ្ឌរបស់សមថៈលក្ខណ្ឌរបស់វិបស្សនាប្រកបណាស់ច្បុកច្បាស់ហើយអញ្ចឹងយល់បានហើយអានហើយយល់ហើយ ហើយថាយល់ដូចបែបឆ្លើយថាមិនយល់និយាយយល់ហើយខ្ញុំយល់មិនតែយល់ថាយល់ណាបាទសិនជាវិធ័យចិត្តញោមនឹងយ៉ាងជំនាញហើយលក្ខណ្ឌរបស់សមថៈទៅគោរពលើអីខ្លះលក្ខណ្ឌរបស់វិបស្សនាត្រូវគោរពលើអីខ្លះអូខេប្រកាសអាចស្គាល់មកចំណុចទៀតច្បាស់ដូចចំណុចមិញណាឈានទៅចិត្តដូចជាឈានมันแม่นจะเชื่อในจิตโดจิตเห็นหรือนิยามปีตำนาประเตอระบบวิปัสสนานั้นโอเคอัปจะลองนั่นก็หลายจุดไม่ไงนั้นตีปีนั้นก็หลายนั้นจุดไม่ตี 6 นั้นมาละโหดมาดอลข้างกรามดอลสปายะอสปายะนั้นหลายนั้นได้แต่น้อมเอาวงเวงี้นั้นวงเวง Mau bị đa mau bị chạy tôn rừng bị cầm lăng Discrep hạt hạt bài em bị Upachara Samadhi Rư Upachara Thivani Những phần tiện qua bị Samadhi Mình sau chỉ bị Thivani đây Upachara Samadhi Apana Samadhi Khatnika Samadhi Rư Borikam Borikam Thivani Upachara Thivani Apana Thivani ញ៉ាំជាទីកំឡាំងនឹងទេទីទី2នេះឧបមាដូចខ្មែងទៅតារៀនដើរឧបញ្ញារសមាធិចាប់តាមដំបងកំឡាំងសោយដើរដួលដើរដួលដើរយូរទៅស្រង់ទៅស្រង់ទៅស្រង់ទៅបណ្ដោះអបមាអបណាសមាធិឬអបណាភាវនានោះដូចជាមនុស្សម្លោះមនុស្សពេញវ័យមនុស្សវ័យជំទង់ពេញកំឡាំងអាចដើរណាដើរដល់មិនដួល រាប់ម៉ោងបានសមាធិនឹងអាចខនសិនត្រេសិនសម្គាល់ចិត្តមួយនៅក្នុងតាតាំងមួយនៅក្នុងវិធីចិត្តប្រតិទិនឈានឬក៏ដូចឈានហ្នឹងខ្លាំងបានមកមករាប់ម៉ោងឡើងទៅ
ជាដើមហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឯងកន្លែងហ្នឹងមិនមានអីប្រហែលទេនេះរៀបទៀតអំពីកម្លាំងនិយាយអំពីកម្លាំងកັບបណ្ណាសមាធិឧបចារសមាធិអត្តសមាធិឬក៏បរិកម្មភាវនាឧបចារភាវនាអបនាភាវនានិយាយពីស្ថាហ្នឹងគឺมันមានអីឆ្ងល់ទេពីព្រោះជាច្រើនមកហើយការកម្លាំងកុសលវាអត្រេតអញ្ចឹងណាមានយើងក៏ធ្វើថាទេការដូចយើងក្នុងរៀនដែរណាឬក៏ដូចយើងសកលមិនដឹងសរសេរថាមិនអីទៅសរសេរថាអញ្ចឹងហើយយើងសន្និបាតហើយជាបុគ្គលិកថាហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកខាងក្រោមសបាយៈអសបាយៈណាតាក់ទងរឿងការប្រព្រឹត្តទៅណាពីសេនាសេនៈខ្ញុំឃើញខ្ញុំគណៈបតនោះឯងសេនាសនៈអបាសៈបតឯងនឹងទៅប្រទៀតនឹងកន្លែងរមណីយដ្ឋានស្អីស្អីណាណៃនោះអាហាបុគ្គលអវិជ្ជាពលនោះស្ពីដៃឯងអកាសធាតុ climate ណាផូស្ឈើអរិយបតឯងជាដើមនោះណាសប្បាយយៈមិនសប្បាយយៈអីវាតកងរឿងអស់ក្នុងសប្បាយមិនសប្បាយបណ្ដេចជាអារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់ក្នុងអ្វីទាំងអស់ក្នុងហេតុអីវាទៅជាសប្បាយយៈមិនសប្បាយយៈញោមនិយាយឲ្យស្រួលយល់និយាយឲ្យស្រួលយល់ជាបកតោបនិស្សយបច្ចាទាំង7យ៉ាងក្នុងទីសនាសនៈអកាសធាតុបុគ្គលអាហារអិរិយាបថអីទៅនឹងជាបកតោបនិស្សយបច្ច័យដល់ហើយជីវ័នដែលប្រព្រឹត្តទៅជាសបាយៈអសបាយៈអកុសលជីវ័នកុសលជីវ័នអីជាដើមនងឬក៏កម្លាំងនៃសមាធិអបនាសមាធិឧបចារសមាធិខណិកសមាធិដែលប្រែប្រួលកម្លាំងចុះឡើងខ្លាំងខ្សោយអីវាអាស្រ័យបកតោបនិស្សយបច្ច័យទាំង7យ៉ាងនោះបាច់បរិយាអីច្រើនទេប៉ុណ្ណឹងទៅយល់បានហើយអញ្ចឹងនឹងហើយដែលញោមច្រឡំថាមកពីអបជីកនោះមកពីអារម្មណ៍នោះគឺបកតោបនិស្សយបច្ច័យហ្នឹងហើយចង្វាន់ថាខ្ញុំនិយាយទៅតាមហ្នឹងនានាខណិកកម្មបច្ច័យគឺសំខាន់គ្មាននិយាយខណិកកម្មបច្ច័យណាមួយដែលកើតឡើងដែលប្រព្រឹត្តទៅបានមិនអាស្រ័យឬក៏អត់ associate ជាមួយនឹងបកតោបនិស្សយបច្ច័យណាមិនអាចណាចាំយ៉ាងច្បាស់អញ្ចឹង7យ៉ាងហ្នឹងតែចេតនាអត្ថាធិប្បាយអត្ថាធិប្បាយទៅមិនអីទេមិនអីស្អែកទៅទៀតនេះស្អែកអស់ហើយនេះណៃសុខហើយសោមិនចាំទៅទៀតទៅគាត់នៅការពង្រីកសេចក្តីឯងប៉ុនចំណុចសំខាន់ចាំតែប៉ុណ្ណឹងមកបានណាអុយតែប៉ុណ្ណឹងចំណុចប៉ុណ្ណឹងមកវារៀនថ្ងៃហ្នឹងនៅកន្លែងប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយអស់ស្មាចាំចេះតែប៉ុណ្ណឹងចេះហើយអញ្ចឹងអាលំបាកហ្នឹងមកដល់លំបាកឲ្យមើលអញ្ចឹងវាលែងលំបាកឯងហ่ะគាត់តោវាមិនលំបាកបច្ចៈសោឲ្យបាទខ្ញុំទៅបងនៅបានហើយប៉ុណ្ណឹងមានភីប៉ុណ្ណឹងមកមានយល់បានទេបណ្ដាអែមានអីទេមិនដឹងទៅជារឿងថាប្របាកប៉ុណ្ណឹងមានប៉ុណ្ណឹងអស់អីប្របាកណាឬក៏នៅប្របាកដែរនៅប្របាកកន្លែងណាសួរមកមកពីច្រានញោមពីច្រានតែញោមចេះភាសាញោមមិនចេះពាក់ញោមមិនចេះពាក់កដាញោមចេះពាក់កដាវិស័យញោមនៅអាមេរិកជាច្រើនទៅចេះអត់មែនណាអេអត់ញោមពឿនញោមសិបានចាស់ចាស់ញោមក្រាប់ទៅណាចេះគុណក៏តាមទៅសំដែរណាស់ចូលចាស់គុណនេះទៅមានណាខ្ញុំកណាអាត្មានេះទេបានលះលះវិញទៅតាមត្រង់ជ្រុងបើឡូវពីថ្ងៃទៅថ្ងៃជារឿងត្រង់ជ្រុងតិចតិចទៅភាសាធរនោះអីដែរបញ្ហាទេ
สิบค่อยนะแต่มาพอสิบค่อยนั่นคือเพียซากมาเรื่องพอน้องกลับจะหายเลยจากการนี้ไอ้เด้บัดบัดสำหรับโยมบัดทำมันเจเหตุการณ์แทนเตี้ยอันนั้นอันดับบาเยอะนะเป็นไปเจหายมันเจท้อกับเวียนเลยแต่ได้เด้อันนั้นสลายจังหายพอมันทางปุบาริสนกเป็นอย่างนะตลอดเตอบริชาติบูนนะมองคราวนี้ติดเจ็ดดาวละยมเรียนมาน้องอ่ะช่วยอ่ะเราสนับมองน้องวินเตอร์ยมนะเห็นเฟลมันนะบริชาติบูนนั่งที่ไทยบริชาตินั่งเรียนจับปลามาไงได้จับวิศยาประวัติอาชากะวิศยาประวัติศาสกะนะโจจับดาวิไทยจับดาปดาไงนี่จะเจ็ดเคยเนี่ยเคยเนี่ยวิไทยเจ็ดในกำปงประพฤติอัปปนาวิไทยนั่งเรียนประมาณเนี่ยอัปปนาวิไทยนั่งเจนตามเจาะหน้าเมื่อสมสู่โยมเลยติดเมื่อไรนะมันง่ายจ้ะนะน้องเมเรียนน้องสดาแล้วเนี่ยติดจนลองน้องเพย์ตีปีมันยังไงบัญโยมสลายได้สลายมันรู้จักสลายเลงน้องน้องผู้ห้องอัปปนาวิไทยต้องเจนจะเจาะตามนะปิกามวิไทยต่ออัปปนาวิไทยเจนตามเจาะเองตามเจาะเนี่ยได้โยมกับปงเย็นนะแบบอ่านแล้วสู้ทำไม่เรียนนะกับปงเย็นมันยังไงบัญญัติวิไทยน้องน้องวิไทยนะสังครัวโจวิไทยนะบันคลาสู้กันดังไรสลายตอนนี้ลายสังหัสงัดได้ผมลายลึกมาใบโยมนะปัดคอยลายลึกก็ลายจับโจกน้องวิไทยจับน้องหนาน้องหนาบานครับไอ้ไม่บานบ้านนะไม่บานบานบานบ้านนั่งสำอางไปเลยไอ้บ้านบันบานสำอางไปเลยเรียนสมัครเก็บลายไอ้เดี๋ยวอ่านได้ยังไงมันบาเจ็บปีวิไทยจัดโอ้ฉลายเรือนนะไปคุยดูคุยดูนะว่าไทยบนเมาให้ตัวเองถอยเห็นไหมโยมตายละเห็นไหมดงจ้ามาดงจ้าตายตกกลางเชียงโยมนะเห็นไหมโยมนี่ลายบ้านเมเรียนนั่งไงที่ชาสูกราวเมเรียนต้องเมเรียนนั่งไงเพจตีปีเนี่ยมาร้อยดับบนน่ะบาสังครัวโจรวิไทยจัดตะครองหน้าอาดเลยนะอาดได้จังทั้งบรรณาบเลนตูเป็นจูนติบาสันจิตจักรดามปีกามวิไทยเตอัปปนาวิไทยขณะตามระยะบริวาวิไทยบริวาวิไทยนั้นเมียนปีอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินั้นเมียนในแนวขนมจันละนั้นนะบริวาวิไทยนั้นขนมบริกรรมวิไทยนั้นบริกรรมวิไทยนั้นปัจจเวกขณะวิไทยปัตตาอวัยดันยีนี้ยีในขนมบริกรรมวิไทยบริวารวิไทยนั่งบริกรรมก็ปัจจเวกขณะวิไทยก็ท่าบานได้อันไหนเด้แอดพอบานเลยนี่เปียอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเปียขะนิกะสมาธิบริกรรมเทวนิยอุปจารเทวนิยอัปปนาเทวนิยไอเจดามโนวิโยงตามจิตวันบริกรรมอุปจารอนุลัมโพธิภูน้องน้องบริวารวิไทยនិយាយអំពីការដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សមថៈឬវិបស្សនាអីហ្នឹងនៅក្នុងបរិវាវិថីនិយាយបានក្នុងមេរៀនហ្នឹងឯងបានក្នុងក្នុងនោះប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីផលរបស់ពិធានចិត្តឬក៏ដូចជាឈានចិត្តសម្រាប់លោកុត្តរចិត្តគឺអបនាវិថីណាអបនាវិថីបើសិននិយាយពិធានពីវិថីទី1ដល់វិថីទី4นะบาสันเจนิเยอัมปีโลกุตระจัตวิไทยติพรามตัลติปัมเปิล
Dương chưa được gì tầm áo thao áp bà nào bị thấy đúng bò đi bà bị thấy chê còn lại nhắn à bật cho là đi nè dương nó nắng ấy chấm chấm riệp hai chấm riệp tiền ná thì thích chấm lắm á thích chấm lắm thật thô đang ná nhôm vì vì bị thấy chất anh nhôm tôi dễ thô nó tha 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 áp trẻ tôn rừng bị thấy chất áp miền tay ngó miền tay ngó rùm lực ở đi mai ở khơi nhục bị và tê dục chất á à, xa chạy bơ bò đi chạy bị buồn nâng ai tràn bẩn tích vì thầy bò đi chạy năng tố bây tệ tôn rương phạm để bạn hẹn ấy bạn khăn ông cảm mà than bò đi chạy lục mình thì chê bì rương vì thầy chất được khăn ông cảm mà than bò đi chạy thế chê dân mắt mà riêng hai bò đi chạy bị buồn để hai năng khăn ông áp bị thơm mặt răng hạ hai năng hẹt hoa năng hai bạn mình lực cho tôi này dê khăn ông cảm mà than bò đi chạy nó con này dê nóng quy cảm mà than bò đi chạy nó cứ dồn nữa vì thầy bỏ được chạy tặng áo hà vây tại ca bà phật tư chỉ ca bà để bạn nó cứ tệ tôn nóng bỏ được chạy thì buôn tặng áo các viên rùm lồn xong bây giờ tại muối tầm na ná đại thầy bà phật tư chỉ ca bà để bạn nó hay rùm lồn bỏ được chạy thì buôn ná ta mà chỉ quan mà nói thuyền được thầy ná ạc bà na chỉ quan mà nói thuyền được thầy ấy nâng rưu bà nhà thuyền được thầy ạc viên rùm lồn kê dì bì xác cứ bỏ được bà bị thầy nâng áp bà nà vị thầy này ai là sầm khăn bà phát nơi khăn nóng khăn mà thà nà bò để chạy đồng chẳng bánh dễ ý tiệt chẳng quen là tuôn bà kê tìm riêng bà xa thà rương nóng rương sầm khăn nà đại nhôm bà kia xa rõ ngay thà nhôm mơ chất mơ chất mơ chất mơ chất nâng đó là nhôm sqal vị thầy chất bà nhôm mơ chất thà bà nhôm ọt sqal vị thầy chất nhôm mơ chất bằng cả tê nế chẳng bao nhiêu mình xoan tha à vậy đây nhưng mà cũng là lực thay tha mà đăng ký y tế à nó ai chỉ bị thay chất cũng không có vật đâu nó không sao bị thay chất à chất nâng à rõm cả nà miễn thư là chất nâng à rõm cứ bị thay chất à nhé chẳng chỉ vật bà chạm thay nó ạc miễn ấy thế đó ạc miễn ấy cả bị thay chất năng thế chẳng thử riêng sẽ có đó complete thả năng nhau mình click lên nhé, click ngay này. Xong khăn nè, một nhiên này thì nhé. In my face, hell to eye. In my face, hell to ear. In my face, into nose. One nose, snake here. And one nose, snap there. One ear hear another sound. And one ear, hear another sound. In the face, head to nose, head to ear, head to eye, head one tongue. And my skin and my body have skin tight, cold and hard. I mean, I think, you know, mạnh nhẹ mà rương thô ná đã tôn rương bị thay chật tán chiếc vì bị thay chật rối chẳng nghiệm mà nâng với nhá thì mà anh mà chụp đặt bàn hai chỗ tôi sẽ đặt mà ông phải tiện này tớ biển đặt lên tớ lại lộ bàn cái này phải trái đặt lên tiện tớ để được bàn đấy ná
chăng sở rộng sạch đầy máu phần năng chung lực lực bên chung phần năng phần miền ế tế tụ bày mê điên năng hạt hà tụ bày giảm ná dương miền phê lực lực xâm đào đo mê điên dương chắc chắc phần lệnh tích chẳng có nhiều nghề đừng dụ bàn đài nhiều nghề bàn đài từ khá tầm nào thay chất nó có thể tụ bàn đăng sinh kết bàn đài hái phần là nhiều mình đang hào thầm mạch đang sinh viên ban thay thì đường ấy về ta có phần chẳng bà chẳng chết ta chùm riêng tới tới tu và kiện tới đó nâng ai đăng bằng một sự tới chùm bà đài đó nhưng phần à thầm áp bà gọt nà à bà mình vô thì đường thay chất bà mình ban bạc bạc tê mà đăng kia riêng thăm mà tê nâng bà riêng ตัวรวมต่างๆนี่ที่เรียนสมาคมจะรวมบางแห่งไอ้มันเชียร์เยี่ยมบางแห่งไอ้หนุ่มบ้านเชียร์เยี่ยมบางแห่งไอ้เงี้ยเงี้ยมาเงี้ยเงี้ยนี่เป็นเยี่ยมมาเงี้ยเงี้ยจังหวัดทำให้สุดเกิดเป็นประมาณจะน้อยจะตัวประเป็นเลือกตามมานั่งจับใจไปจับใจให้เงี้ยเอาชงเอาแทนเทียดเอาไปเลยนะมันเศร้าเนื้อสงสัยในบนจึง ในเจตจำนงเรื่องนั้นปฏิยุทธานเนี่ยหลายตักกับแม่แต่ได้เองเป็นยงเคยไงอาเยนยกย่ออาปนานังจับหรือก็โกรกสังกัดเนื้อตักกับแม่แต่ได้หรือไปอยู่แต่ยุทธานเนี่ยต้องอาสาเลิกได้ยังมันประมาณอีกมาเลยเรียนตรงนั้นเนี่ยในจรวม ในจงสัปดาห์ในบ้านทำร้ายใช่ไหมคนจ้ะกันนะจังกรมเจ้าไผ่กรมคนจ้ะอังครุกันนะจังตัวสู้ตาอาปนาไปไทยนะบริวาไปไทยนะโดยคณิหรือมวยก็ขอกคณิคนจ้ะพอคณิเนี่ยบอบริวาไปไทยวิไทยนั้นชั่วโมงโดยคณิบริกรรมอบจาระอันล้อมโคตรปู เจ้านะปัญจตัวจักรกามจัดกามจัดเนี่ยเนี่ยปัญญาการนะกามจัดเนี่ยปัญญาการนะกันนะคือมหาประสาเยนสัมปยุทธพูดเนี่ยปัญญาการวันแต่อัปปนาวิไทยจะดังปัญญามาวิจับปัญญาได้ดังอัปปนาวิไทยเจ้าต้องเรื่องเชียนเนี่ยอันนั้นเราจะต้องจังได้ปัญญาชั่วโมงจังได้ปัญญาไปเต้าไปเลยไปเลยไปเลยข่าวสารข่าวเธอไอ้เมียในทาง ตัวการมันจัดส่วนไอ้นั้นรบยัวร้อมตามเชียนเนี่ยจัดต่างอ่ะคือยังเยบิสระปะเดทเพียเนี่ยมันจะออกจิตต่างอ่ะมาเรานั่งตัวไปการมันจัดก็ออกจิตมวยตามเชียนไอ้เจ้ากันเนี่ยพวกนี้ก็หลายยังให้จงขังคล้อยคือเชียนเนี่ยจัดเชียนเนี่ยจัดเชียนเนี่ยจัดไปขนาดนั้นเนาะน้องอัปปนาวิไทยอัปปนาวิไทยคือเชียนเนี่ยจัดนั่งแม่ก็จัดนั่งพ่อเลยจัดนั่งอัปปนาวิไทยตัวโดยสำคัญดาวจุฬาภรณ์เนาะ ได้ไล่บริวารไปใช้อดเมียนหน่องไอ้อดตัวไอ้นั่นเพื่อตำนาชั่วตัวน่องไอ้ตัวแต่เนี่ยดาวสำคัญคือตามมาจัดตามมาจัดนั่นคือมหาประสานเย็นสัมปยุทธ์บูนั่งเย่ได้จุดพัวบาสีเย่จิตตุเต้ามหาเกียรติยานเย็นสัมปยุทธ์บูได้ปัญญาเนาะโลกมันแม่นปะได้มาตั้มไปคัดกันไล่คัดไอ้เจ้าเท่คนสร้างชีวิตจงปล่อยหรือว่าโลกคนเกิดสมระต้องคัดหรือต้องวิปัสสนาปนองไอ้ปัญญายังเย่ได้จุดพันตา นอกนองการจุวานนั่งเราไปน้องหาวตะการการจุวานบริวารวิไทยรอบโดยเพียงจังได้บริวารวิไทยคือการมาจุวานผมไปดวงน้องไอ้ตำนาการนั่งให้ปัดทางจงน้องอัดตอนบ้านที่เชียนเนี่ยจัดที่แม่ก็จัดที่พอจัดไอเดย์นี่นี่บริวารวิไทยจังไอ้ก็ชั่วโมงโดยคณีบริกรรมอบจาระอันละลำโพดูจังไหนนั่นกันเนี่ยคนเราจะพอจัดเลยชั่วโมงจังไง อันนั้นล้อมอันนั้นล้อมอันนั้นล้อมอันนั้นล้อมปัญญาเชียนน่าจะได้บริกรรมอบจาระอันนั้นล้อมคงจะได้อาเชียนเนี่ยเชียนเนี่ยเชียนเนี่ยเชียนเนี่ยเชียนปัญญาอบจิตแต่มวยตามนกต่างอ่ะเนี่ยปัญญาเราบริวารอดีบริวารโยมเคยเนี่ยบัพพงปุ่มเนื้อที่บริกรรมหนึ่งแบบไอ้เส้นนั่งคือสันดับอนุสติดับในนั้นในอาศดับไอ้สัตว์ปัญญาไอ้จิตดับนี่การมันจะบริวารใช้ตัวการมวยรำนั่ง ต้องขอคะแนนเป็นชั่วโมงโดยเนี่ยชั่วโมงกระดานนะบริการอบจาระ
sản ra chiên này chất vấn tại sao là chất không vì mẹ phải chất con chiên này chất tích ăn nó lắm ăn nó lắm ăn nó lắm ăn nó lắm hay bà mẹ phải chất con cá nắng mà toàn cá được thực hiện con cá nắng có chúa tham bò được cá bò cá đấy ăn nó lắm phụ đốt bò được bà thầy đà không nên cần làm nhóm giờ sẽ cái đấy cana chắp ban class out class team cha mà vì admin ban mới sắp tới là hay anh dây khó trời khó trời khó nâng ca trong trăm nâng ca bà đề bàn chẳng bàn chìa riêng chắp trong phải dùng đào mình tách tiền cha phần ta vô bì bởi vì vị thấy cứ bởi tam vì thầy cái này bởi vì chất áp vị na thầy vị thấy cứ chiên là chất nắng lục vật tạ chất nó chân là chân áp lục vật tạ chất lục có tra chất đó là bởi vì thầy gì bị bởi vị thấy tam mà chất cái phần này tâm tới là chất vật tạ chất này đi vào lọc đang ngày giờ tham bị đi thế sắc tạ bị đi thế à vipassana bị đi thế nó cứ bởi vị thấy tam mà chất nhẹ thơ cái ấy này bản nam vị thấy cứ phao tầm lại chỉ năng tư à bản nam vị thấy hết về ran nông phao năng tư thì chia này là hồ chia đồ con tạ chặt hồ đó nóng à bản nam vị thấy à chạy năng anh chẳng bán sẽ có đây thà đợt về đại dương thà bò rì bà bị thay nắng rột mòn hà bàn à một bàn à bị mình thay sai năng mình bắt cá thả bản nam ban thế từ từ có về dương cả để bắt cùng phung tập bạn để bắt trục về về năng năng bò rì bà bị thay sắp tầm đó cái này đó là giang ban sầm rạch chiến rước ban sầm rạch lô quân rạch chất rạch của phố nông ban áp nào vị thấy cả có áp thế nó cho bỏ đi vào vị thấy là ổn này trúc về nhóm đàm thơ sạ mà thả rực đi bạc ná cứ bỏ đi vào vị thấy bọn qua vị thấy rốt mụn áp nó vị thấy cho sầm mà đàm cao nó đi mình rốt đấy mình rốt một nó cứ chạp đàm ăn bạc để bạc chạp nó đàm tam vị mụn thấy nâng cái này tam vị thấy nâng chất và bất tư tam vị thấy nâng cứ bỏ đi vào vị thấy vì thầy nó bọn hào qua thật vị body thấy và vị thầy cái này hai bom body cho và vị bọn thầy qua nó vị thấy miền pi body cam nó phải chỉ vị cái nó vị thầy nó áp body cam vị thầy nè cái này group này cả bạn bắt cứ body và vị thầy cái này crop bot cam mean bot wa bị thay bot wa bị thay chẳng cái này nơi bạn để cả bạn bạn để bạn bạn để bạn bạn để bạn cái mình này group body cam mới group qua để bạn đang sạm mặt hạ cả tới tam nắng vì ba sơn na cái tơ tam nó khóc vipassana nên có ta ta ốc chi tăng kê khóc nên ta rầm tê tâm na tất đôi thân nhiên tặng ốc khóc nên ốc chi đâu khóc nên ốc chi à tu chập và đa sạ mặt hạ cát ni mật vậy năng đại dương của phong liền đó đa vị ba sơn na cát nhiên là bao vị ba sơn na đọc nè nhiên là bao vị ba sơn na đọc năng nhiên nó cát bên đây thà vị sập thị vị biên hai bàn sập thị năng bạn miền hai cát bàn nhiên nhiên cả vì sập nè thị miền hai bàn sạ mà thạ năng niệm mật năng cả đấy xây lại vì sập thị chất là vì sập thị bàn hai bàn niệm mật và quạt là năng khả năng sạ mà nè thạ năng vì ba sơn lá xây lại vì sập thị chất là sắp vì tới sập thị càng kha vì tạ sắp đà vì sập tới thị sắp tới vì đây nhà tất tất à hệ vì sập thị càng kha vì tạ đà vì sập thị hai bàn vì ba sơn lá năng cả nhiên nè là bao vì ba sơn lá đạo năng cả nhiên là bao vì ba sơn lá đạo cả đó bàn lẽ khả năng mấy năng lẽ chênh khả là năng vào bay đã khả năng bay nè nó đâu cả rơi rơi nó bàn hạ ra anu pa sanh bay anh ta anu sẽ pa nè sanh bay bay hết vì màu của một bay vì màu màu rồi nè nè nắng và phật tử bò đi ba vị thầy sơn ấy bà ca cái thì nó mẹ lẹ mẹ cái chất đưa rô còn lại chất hay ran màu tiết phật chất tôi năng hái nó hào thá áp phần ná vị thầy đại miên được biến chi à rộng cái ở nè sân thiên miên và đệ thiện kẻ để mật chi à rộng nông hái chung mà thá áp na vị thầy tổ phật tế chỉ chiên là chật cái nè ứ rupa và chật chiên rứ a rupa và chật chiên là thằng trong nó ấy thằng áp na vị thầy thằng vipassana nấy cứ mẹ cái chật cả mà vị thầy rồi tọa má cứ phàm là chật phàm là chật là hồn nông hái hào ta áp na vị thầy hãy ba rupa vị thầy đam bấy áp kệ tình trọng đi vào Ô, lạc cần là đi tiền. vào lạc Tôi rùa sẽ làm ta đào tập về chẳng tha tám tha mau bị mình chăm chung mùi vẹt tiền cha ta dù này này
នៃការបដិបត្តិនឹងមគ្គលៈមគ្គលៈមគ្គលៈតែចូលទៅដល់ពីសភាវៈនោះអាចយកបានទេតែដល់តថាវាបតយកណាទៅមិនរួចទេទៀមចាស់ហើយម្យ៉ាងអលឹងវាប្របាកនឹងការនេះទៀតព្រោះការដែរការចងចាំតាមយ៉ាងការចងចាំតាមយ៉ាងអត់បានមើលដល់ការអត់បានមើលហ្នឹងគឺបាត់ពាក្យកណាលបាត់ឱកាសនឹងតែម្ដងទៀតចាស់ចឹងតាការដែលស្ដាប់បានតែហើយវាអត់ចាំល្អទៀតចាស់ព្រោះអត់បានមានបរិយ័តនឹងជីគោលមួយនៅខាងក្នុងហ្នឹងមកហើយវិថ្មីចំពោះរឿងវិសុទ្ធមគ្គហ្នឹងមើលចូលចិត្តណាស់ប៉ុន្តែតាមពីនៅមើលបានអកែសខាងមើលប៉ុន្តែអត់យល់អត់យល់ទៀនចាស់មើលតបីបីសាដែរហ្នឹងមានអនប្រមាណដែរទេបានបានបីចប់ដែរបើពីបញ្ញាទេមើលដល់ត4ដងអញ្ញោះនិទេសទី1និទេសទី3មើល4សានេះនិមទេសជាទីញ៉ាំ2បានតែ2សាបាទញោមអត់ចេះវិថីចិត្តទេយល់យល់ទៀនចាស់ព្រះអង្គមានធរៈមកកណ្ណានឹងយល់ព្រោះយល់ចូលសភាវៈហ្នឹងទៅដល់សភាវៈហ្នឹងប៉ុន្តែចាប់បានតែខាងបរិវារពិថីគោស្រេចទៅមគ្គទៅផលតែម្ដងអនឡាមអនឡាមតែដល់ទៅឈានកណ្ណាវៈអឺនឹងឈានក្លែងនឹងកណ្ណាចាប់មិនបានទេទៀនវោអាក្លែងឈានពេលដែលបងមានធរៈពីរៀងយើងសង្រួមទៅរួមចូលគ្នាទៅនៅសល់តាមនសល់តែមួយដូចគ្នាក៏សល់តែវិបស្សនាក៏អញ្ចឹងក្នុងគណាយល់ការរួមចូលមកប៉ុន្តែរបៀបដែលឈានកាត់ឡើងពីវគ្គទី1ទី2អុកហនិមិត្តនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងតែមុននឹងដល់អុកហនិមិត្តហ្នឹងមានឈានទាំង30ទាំង40វាដប់អត់នោះជាអត់បានមិដនល់ឈឈាាននទេទខ្ញេុំចាតាមភាសាខ្ញុំមិនមែនជាឈានទេខ្ញុំអារម្មណ៍អារម្មណ៍កណាទៀនអារម្មណ៍កម្មដ្ឋាន40នៅចុងក្រោយនៅសល់តែមួយគឺមើលសតគំមួនយិតចូលមកគឺបដិភាគយុតិត្យបិនណ្ឌិមិត្តកណាឬក៏ខោភាសាខ្លះ counter sign optic គឺជាគុណ optic របស់ឆាន consciousness គុណម្ចាស់កន្លែងហ្នឹងអុកហៈអុកហៈនិបមិត្តដិហ្នឹងភាគៈញោមបបដិដភិាភគាៈនគិៈមិត្តណាអកុណកាហៈនោះនៅទី2នៅកណ្ដាលទទេីបទីដិភាគៈនិបមិត្តដិភាគៈនិមិត្តហ្នឹងបើទយីើង3ជាធនម្មេះតាក៏ឈានហើយអ្ហទៀមចាស់អត់ឈានហើយទេញោមមិនឈានហើយទេជាអបជីករបស់ឈានជាអារម្មណ៍ហ្នឹងអាតួចិត្តជគាឺអាឈរាម្មនណ៍របចិត្ស់តហឈើាយនអជាឺទឹកជាអអាហ្នទឹឹងកជាអារម្មណ៍អបដិអាភារម្គមៈណ៍ហ្នឹងជាអារម្មណ៍របស់ឈានចិត្តមានតែថាអាហ្នឹងមកណាឈាននឹងចិត្តហ្នឹងសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងដូចលោកុត្តរៈចិត្តហ្នឹងកាលណាពីនិយាយពីនិព្វានមានន័យថាលោកុត្តរៈចិត្តហ្នឹងមកហើយណានិព្វានមកហ្នឹងលោកុត្តរៈចិត្តហើយហ្នឹងជាឯកន្តៈអេកន្តៈជាឯកន្តៈរបស់ឈានណាបងឈានចិត្តនិព្វានជាឯកន្តៈរបស់លោកុត្តរៈចិត្តណាអបជីកមិនទូចិត្តទេហ្នឹងជាទូអបជីកជាអារម្មណ៍ហ្នឹងឡើងមករៀនភាសាអង់គ្លេសទៀតប៉ុន្តែមិនអីយ៉ាំអអត់ចូលជាមិនមានអីទេណាអាត្មាមិនទៅចេះភាសាអង់គ្លេសបងចេះខ្មែរកណាត្រង់តែយោនេះតាមពិតក៏នយោឯកសារជាគោលទេជាកសណភាៅជាគោលថាកម្ពីអូរៀនអត់កម្ពីអីឬក៏យោតាមកម្ពីនេះកម្ពីនោះប៉ុណ្ណឹងទេចុះមិនកុំយកកម្ពីខ្មែរមកដូចអាត្មាថាចឹងខ្មែរហូចសេចក្តីអស់ហើយអាត្មាមិនចេះមើលទេមិនចេះទេដោយស្មានតិចមិញចង់និយាយថាវិសុទ្ធមគ្គនេះបើមិនចេះអភិធម្មសង្ឃៈមកអានវិសុទ្ធមគ្គមិនចេះទេមិនដចូចាស់ថ្ងៃទេជាទពិីសេសនដូចមេរៀនថ្ងៃនេះជាដើមមិនដឹងកទៅណានិយាយរឿងអីទេមិនដឹងនិយាយរឿងអីទេបើសិនជាអត់យល់ពីវិថីចិត្តមិនដឹងនិយាយរឿងអីហើយវិថីចិត្តទាំងហ្នឹងបើចេះតែបរិយ័តគ្មានបរិមាណទៀតក៏យ៉ាងណាបាទចាប់ដែរអរគុណណាស់អរគុណណាស់ទីន
កណានឹងស្ដាប់ទៀតតែព្រោះណាគ្រីមចូលចិត្តដឹកតែចូលចិត្តអរគុណអរគ្រីគុមណខ្ញុំហាចូលរួមសាធុជនបានសួរសំណួរខ្ញុំផ្សេងមានអីទេណាអត់មានអីទេបណ្ឌិតបងទៀតសរុបសេចក្តីមកវិញចំណុចមេរៀនថ្ងៃហ្នឹងតោងអត្ថាធិប្បាយដល់តាក់ទងរឿងបរិកម្មភាវនាឧបចារៈភាវនាអបនាភាវនាហើយបញ្ញាពីនិមិត្តពីអារម្មណ៍អតិបរិកម្មនិមិត្តឧបហនិមិត្តបតិភិយនិមិត្តហើយនៃបញ្ញុលដោយច្រើនតកតងរឿងឧបចារៈសមាធិនិងអបនាសមាធិដែលវាខណិតទៅជាសមថយានិកៈហើយនឹងខណិតទៅជាវិបស្សនាយានិកៈតកតងឈ្មោះនឹងឈ្មោះឧបចារៈសមាធិអបនាសមាធិប៉ុន្តែដោយទូលប្រពៃដោយជំនឿភាសាបាននិយាយអំពីឈានចិត្តនឹងដូចជាឈានចិត្តមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងលែងច្រឡំហើយអត់អីទេសិក្សាតាមមេរៀនបានប៉ុន្តែបើមិនច្បាស់បន្លាយហ្នឹងទេវង្វេងហើយវង្វេងវាប្រច្រាស់ជាមួយនឹងធម្មអភិធម្មតសង្គហៈជាពិសេសក្នុងកម្មបានអនុបរិឆេទដែលសាលានន្ទៈលោកបយលជាដើមវាប្រច្រាស់គ្នាហើយស្ដាប់ទៅដូចប្រច្រាស់គ្នាប៉ុន្តែបាទដោយទូលប្រមាននៅជំនឿប្រសាទឈានចិត្តដូចជាឈាននិយាយបានទាំងពីរអានឹងអត់ប្រច្រាស់គ្នាទេมันមានអីប្រច្រាស់ទេទូលប្រមានប៉ុណ្ណឹងតែតកតងរឿងវិបស្សនាដល់កម្រិតញាណទី8ទី9ទី10ហ្នឹងបើតកតងរឿងសមាធិជួយសពតវិបស្សនាសមាធិអស់ហ្នឹងហៅបានថាអបបនាសមាធិឬបើហៅថាភាវនាយើងចម្រើនគឺថាអបបនាភាវនាចាំបាទកន្លែងនោះហៅថាអបបនា basic របស់ inside meditate កន្លែងនោះនិយាយកន្លែងនោះនិយាយបានអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលញោមចិត្តអំអ្វីដែលប្រតិគុណលោកម្ចាស់អាចច្រឡំច្រឡំចំណុចដឹងទេនេះពិបាកយល់កន្លែងនោះទេប៉ុន្តែបានស្ដាប់បានសង្កេតបានពិនិត្យកន្លែងនោះហើយរលឹកឃើញវិថីចិត្តមកឡើងមកវិញឯនោះมันជាការបញ្ហាអីទេកន្លែងមកទូកេនទីសាសនាដូចជាការរំលឹកមេរៀនចាស់មកវិញផងហើយក៏បន្ថែមការងាយយល់ក្នុងមេរៀនដែលយើងកំពុងរៀននេះផងអញ្ចឹងសម្រាប់នៅហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអរគុណអរគុណបាទជំរាបណាអរគុណទេ